em xin test thằng máy này là thằng máy Kawasaki TG25 đó, quay đây cho các bác xem này. À, giá 1.300.000 các bác ạ. Hàng này chính hãng của Nhật các bác nhá. Hàng Nhật nghĩa địa đã qua sử dụng. Đó, thì hôm nay em sẽ cắt thử cho các bác xem cái dòng máy này nó làm sao ha. Tôi sơn được thằng máy này là lòng 32 mini. Bình xăng thì xài bơm phụ ở bên hông này. Mũi nhiều quá trời ơi. Bình xăng lớn zin của nó nha các bác. Bình xăng lớn này zin. Đó. Máy chỉ có 1.300.000 thôi, em test thử cho các bác cắt xem là ở đây là nó có oxy kê không. Đó. Đó, trên kia đầu bò Nhật, cần Nhật hết, đồ còn Nhật zin hết. Máy Nhật bãi 1.300.000 các bác ạ. Đó. Đầu bò ngon, cứ ngắc không có nhúc nhích gì các bác nhá. Rồi, oxy kê. Rồi bây giờ em cùng các bác khởi động máy lên để mình đi cắt cỏ bò. Ở đây người ta cắt cỏ bò nhiều các bác ạ. Nhưng mà nay em không cắt cỏ bò mà em đi cắt rau đay. Tại vì cái chỗ này người ta trồng rau đay không các bác ạ. Em cắt thử đi, em cắt trộm người ta các bác có gì bỏ qua nhá. Rồi trước khi khởi động máy các bác bơm xăng ở đây cho em. Đó, khi nó lên xăng rồi các bác kéo cái này lên, các bác giật nổ giùm em nhá. Đó, nó nổ rồi các bác hạ xuống. Trước khi các bác lên ga thì các bác phải bóp ga cho nó lên mạnh lên ha. Lên mạnh rồi các bác mới đi cắt các bác nhá. Nhớ nhá, nếu các bác chưa lên ga mạnh thì cắt vô tả nó dễ bị tắt máy. Cho nên trước khi cắt các bác phải lên ga cho nó mạnh đã. Sau khi máy mạnh oxy kê rồi các bác mới đi cắt. Mũi nhiều quá các bác ạ, không biết chỗ này là chỗ gì em biết. Em xin phép đeo khẩu trang vào đàng hoàng rồi em cắt các bác. Lớn lên.
thì nếu các bác cắt cỏ lớn thì các bác đi gan lớn như vậy, các bác sang mạnh vô. Đó, cỏ lớn nó dai thì các bác phải dùng thế, như thế thì nó mới đứt nhá. Còn cỏ nhỏ thì các bác đi đều đều về thôi. Đó, tùy theo từng loại cỏ các bác cắt. Cỏ mà cao quá các bác cắt từ từng trên trước, sau tiếp tục các bác cắt từng dưới nhá. Mình chia làm mấy lớp rồi mình cắt cho nó dễ cắt. Không là nó cuốn cỏ vô cái nĩa dao này thì nó mình phải gỡ liên tục thì nó mệt lắm các bác nhá. Rồi đi cờ đeo clip của em hướng dẫn các bác cắt cỏ thử con máy 1.3 triệu của Kawasaki của Nhật đến đây coi như là cái... Bây giờ xin mời các bác các anh các chị cùng theo em về nhà em. Em sẽ hướng dẫn cho các bác cách chọn nhớt nào xả cho tốt và cách pha nhớt như thế nào để cho máy chạy sẽ tốt hơn. Rồi xin mời các bác. Vâng, thưa các bác, em xin tiếp tục kính chào các bác, các anh, các chị. Coi như hồi nãy là em đã test thử con máy này cho các bác xem rồi. Thì về em nói sơ lược về cách pha nhớt để các bác biết nhé. Về cái dòng nhớt Castrol này, Castrol này là hàng loại tốt nha các bác. Loại Castrol này có loại hàng giả, các bác lưu ý nhé, có hàng giả nhé. Và các bác lưu ý là những cái tem trên này, hàng thiệt này, nó có cái tem này. Tem này nhớt Castrol này nó nhỏ xíu này, đó, nó dập ở đây này, đó, các bác này. Đó, rồi trong cái nắp mở nắp ra các bác, cái lớp mà bảo vệ nó rất là dày các bác nhé. Đó, còn mấy mỏng mỏng thế là nhớt, còn các bác coi chừng các bác mua phải nhớt giả. Các bác mà mua phải nhớt giả nó sẽ bị hư hết máy các bác ạ. Đó, thì các bác lưu ý khi đi mua nhớt. Nhớt Castrol này thì các bác có thể pha là 4 lít xăng 1 xị nhớt các bác nhé. Một bình này được 16 lít xăng. Nếu mình pha 4 lít xăng mình pha 1 xị nhớt, mà mình pha 2 lít xăng mình pha nửa xị nhớt. Đó, thì với nhớt này các bác xài nhớt này cũng rất là oxy tê con gà chê các bác nhá. Không có sao cả. Nhưng mà lưu ý hàng giả, hàng nhái, mua đúng hàng, đừng có mua hàng của bác Tập Cẩm Bình là hơi bị nguy hiểm ha. Nên mua hàng của Việt Nam mình, đó là bây giờ là bác Xuân Phúc ha. Còn cái nhớt này nhà em cũng bán, là cái nhớt này là nhớt con cỏ. Là nhớt của nhà em bán thôi, cũng chạy cho dòng máy cưa, máy cắt cỏ hay thì nhớt lên này các bác. Thì dòng nhớt này em cũng test thử cho người ta xài trong vòng 4 năm nay thì cũng thấy rất là oxy tê con cá chê, cũng không đến nỗi nó hư hao nhiều lắm, thì người ta cũng mua là nhiều. Đó. Hai nhớt này thì giá tiền nó ngang nhau thôi. Đó. Thì cái lợi ích của cái dòng nhớt này thì khi mình bơm lên, nó có cái bình phụ này, các bác có thể bơm lên. Như bình thường em pha đây là lên đây là được 2 lít xăng, pha 2 lít xăng ha. Mình pha đây là hai bơm lên đây các bác pha 2 lít xăng. Một bình này các bác pha tầm 20 lít xăng, tức là nó pha được nhiều hơn thằng này chút. Đó, thằng này pha tầm 16 lít, thằng này pha 20 lít. Đó. Thì đấy là cái vùng của em là người ta hay pha như thế, cũng tùy theo từng các vùng người ta pha khác nhau, tỷ lệ khác nhau, cũng không cứ các bác nhé. Thì pha nhiều thì nó mát máy, pha ít đi thì máy bốc hơn nhưng mà nó nhanh hư gen, nhưng mà pha nhiều thì mau chết buri. Đó, nhiều quá cũng không tốt, mau đóng bô. Đó, thì các bác tùy, các bác muốn pha từ 16 đến 20 các bác vẫn pha được nhá, thì không có sao cả. Đó, thì thằng này cũng vậy, các bác có thể pha 20 lít xăng một lít nhớt. Còn riêng với thằng Escitin này, hàng cao cấp của Đức các bác ạ. Thì với cái thằng Escitin này các bác có thể pha được, quy định của nó là 1/50. Nhưng mà mình không pha được vậy, các bác có thể pha 1/30 thôi. 1 lít xăng 30 lít nhớt. Thì một cái bình nhỏ này là bình, bình này là bình 250 mini. Đó, được 1/4 xị, tức là 1 xị. Xị. Đó, còn bình lớn thì nó 1 lít, các bác pha 30 lít. Đó, thì bình này nhỏ hơn, các bác pha bình này là 1 xị, để em tính coi 1 xị là... như cái bình nhỏ đấy các bác có thể pha 8 lít xăng hoặc là 10 lít cũng được. Các bác sóc đều đều. Nhưng mà cái bình này đa số xài máy cưa, cắt cỏ cũng hiếm người xài lắm các bác. Cái loại nhớt Escitin của Đức này thì hiếm người xài các bác ạ. Đa số xài loại này hoặc loại con ngựa, con báo, con hổ, con sư tử, tùm lum con. Giờ không biết sao giờ mấy cái con giờ nó nhảy lên nhớt hết các bác ạ. Hổ, báo, ngựa, rồng nên bay lên thành nhớt hết rồi. Còn đây là Castrol, các bác có thể xài như vậy. Đó, thì em giới thiệu sơ lược cách sử dụng.
khi sử dụng thì các bác nhớ sử dụng an toàn, mình đeo khẩu trang, mình đeo bảo mình đội nón bảo hiểm, mình mang ủng vô các bác nhé, cho nó an toàn, nó không có bị răng đá răng điểm vô chân tay cho nó an toàn. Và khi gắn dao các bác nhớ gắn siết chặt cái dao cho nó cứng, thật cứng nha các bác, để nó an toàn, nó không có bị răng ra kiểu lồi nguy hiểm. Em cũng chia sẻ thực sự với các bác là ở khu vực gần nhà em đây thì cũng có rất nhiều vụ gọi là dao răng ra rồi bể dao, cũng gây rất thương tích cho người ta rất là nặng nề đó, nên rất là nguy hiểm. Nên các bác cũng cố gắng cẩn thận, trang bị bảo hộ cho mình cho nó an toàn, găng tay găng tiếp rất đầy đủ hết, cắt an toàn, không có đập vào đá lớn rồi đập vào nọ đập kia nghe các bác, không có đập vào đồ nặng nhiều. Và em cũng xin, cuối cùng em xin kính chúc các bác trên cộng đồng mạng cũng như các bác ở trong nước Việt Nam, như các bác đang xuất khẩu lao động ra nước ngoài, có sức khỏe mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, gia đình vui vẻ hạnh phúc. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh của cửa hàng chúng em. Chúng em xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bác trong video clip lần sau. Các bác nhớ bấm subscribe và bấm đăng ký kênh để xem nhiều video mới. Em xin chân thành cảm ơn.